Chào mọi người, giới thiệu với mọi người đây là mẫu tượng tài địa sứ Men Dạn Bát Tràng. Cỡ này là cỡ to nhé. Đây là ông địa này, đây là ông tài này. Mình sẽ đo kích thước. Chiều cao của ông địa là 42, của ông tài là 46. Về kích thước bệ, bệ của ông địa là 29,5. Sâu là 25,5, sâu là 25,5, ngang là 29,5, sâu là 25,5. Của ông tài này, sẽ đo kích thước bệ của ông tài nhé. Kích thước bệ của ông tài sâu là 29, bề ngang ngang là 29. Đây là cái chất men dạn cổ của Bát Tràng. Với cái chất men dạn cổ của Bát Tràng với kích thước to như thế này thì ông được làm khá là chi tiết, từ phần móng chân này cho đến tay này, khuôn mặt này, răng này, được làm rất là chi tiết. Quay gần vào cho mọi người nhìn. Tất cả đều làm thủ công bằng tay hết. Màu sắc của sản phẩm này là màu bền vĩnh cửu với thời gian nhé, không sợ phai mờ trong quá trình sử dụng. Tất cả những cái bộ trang phục này của ông, người nhìn thấy được chế tác rất là mềm mại. Ở đây là mặt bên hông, đây là mặt bên hông này, chúng ta cùng quan sát được cái mặt hông của sản phẩm. Đây là mặt sau. Áo của ông thì choàng xuống đến cái phần bệ ngồi. Tượng này thì là rỗng nhá, tượng là rỗng. Đây là ông tài này, trang phục của ông thì chồm xuống dưới cả một đống vàng bạc. Áo là áo vẽ vân mây, áo vẽ vân mây. Người cùng nhìn. Mình sẽ quay sát chi tiết vào để chúng ta nhìn rõ nhất cái khuôn mặt và cái thần thái của hai ông. Đây hiện tại là mình đang quay sát vào khuôn mặt của ông Điện. Chúng ta cùng quan sát thấy khuôn mặt của ông cười rất là hoan hỉ, khuôn mặt phúc hậu. Một tay ông cầm quạt, một tay ông đang cầm tiền vàng, một thỏi vàng. Đây là bộ trang phục của ông, áo quần rất là mềm mại. Sang đây là ông tài này, đây là khuôn mặt của ông tài, tỉa rất là kỹ từ cái phần lông mày cho đến phần râu. Trên tay ông thì có đang cầm gậy như ý và một thỏi vàng, ba nén vàng. Và tất cả những cái sản phẩm như này chúng tôi đều ship toàn quốc. Nếu như quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Nhìn các góc sẽ để cho mọi người cùng quan sát nhé. Đây là cỡ khá là lớn. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh và tham khảo rất nhiều những cái sản phẩm. Mình đã làm thành video chi tiết để mọi người có thể xem và hiểu rõ hơn nữa về những sản phẩm mà các bạn có thể là đang quan tâm. Nếu như mà xem xong những cái video của mình mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào. Mọi người có thể tìm dễ dàng hơn những cái video mà mọi người có thể là muốn quan tâm. Bởi vì khi mà lên trên kênh này thì có rất nhiều video với các loại sản phẩm khác nhau. Thì mọi người hãy vào cái mục danh sách phát.
vào mục danh sách phát này. Mọi người nhấn vào mục danh sách phát thì sẽ hiện ra rất nhiều cái mục về từng dòng sản phẩm một. Đấy, mọi người có thể lên trên đây và vào từng mục để xem sản phẩm. Như vậy nó sẽ không bị loạn sản phẩm nếu như mọi người xem ở trên trang chủ. Đấy, các bạn có thể xem ở trên cái mục danh sách phát này, vào trực tiếp cái mục này để kiểm tra từng cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể quan tâm.